Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ mình sẽ rửa cà chua này các bạn. Này mình làm món bún cá điêu hồng nha các bạn. Là món bún cá. Mình chuẩn bị 3 quả cà chua. Cần 3 quả cà chua nha. Mình rửa sạch. Cần 3 quả cà chua rửa sạch. Đây. 3 quả cà chua. Hành. Hành lá. Chuẩn bị hành lá, đây hành lá này các bạn, đây hành lá này các bạn. Mình cắt vào chén nha các bạn. Cắt hành vào chén nha các bạn. Cái hành này mình cắt đến khi nấu cá chín thì mình sẽ bỏ vào nha các bạn, để làm nước nước chan nha các bạn. Đây, đây là chén hành mình đã làm xong nhé bạn. Úi, sót 2 cây nữa. 2 cây mình cắt luôn. Tiếp tục mình thả lên các bạn. Theo là mình rửa ngò, rửa cây cây lá hẹ.
Đấy. Hẹ này các bạn. Cầm rổ mình cắt lá hẹ vô đây nhé bạn. Đấy, cắt lá hẹ nè bạn. Sau khi cắt lá hẹ đã xong, mình rửa con tôm. Đây, cho bạn xem tôm luôn các bạn. Đây là tôm. Đây là con cá. Đó. Cá đó các bạn. Mình sẽ rửa sạch. Mình sẽ rửa sạch con cá các bạn. Sau đó mình sẽ lấy dao. Dao đây. Mình sẽ cắt con cá. Một khúc. Hai khúc.
Đó. Cá xong rồi các bạn. Sau khi đã làm xong cá đó. Cá ngon đó các bạn, cá tươi. Đấy, mình cắt cà chua nữa các bạn. Cắt cà chua nữa các bạn. Nó mình cắt cà chua thôi mà nhớ bạn. Sau mình nói mình cắt chả cá nha các bạn.
Chả cá nha bạn. Sau khi mình chuẩn bị một một tô nước, mình sẽ đổ dầu vào đây nhé các bạn. Mình sẽ đổ dầu, sẽ đổ dầu đây nhé các bạn. Mình cho một chút cà chua vào nhé các bạn. Cà chua mình đổ đây nè các bạn. Mình xào nước sôi rồi nhé các bạn, mình xào cà chua nữa các bạn. Đây mình xào cà chua nữa các bạn. Cho nước vào nhé các bạn. Sau khi mình chờ nước sôi thì mình cho một chút chút muối nha các bạn.
Vứt mì chính. Đây là cá. Đây là cá này các bạn. Đây là đậu hũ. Chờ mình trong giây lát nha, để cho nước nó sôi đã. Sau khi mình chờ trong nước sôi thì mình đậy nắp lại nha các bạn, để cho nước nó sôi mình đổ tất đổ cá, đổ chả cá, đổ cá, đổ đậu hũ.